ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, bắt thập giá mình hàng ngày mà theo. Và vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, và ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là kiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Sau năm 1975 và trong chế độ xã hội mới thì người ta bắt làm lý lịch, và mọi người phải khai lý lịch tôn giáo là gì. Và với người có đạo tôn giáo của chúng ta thì người ta có một cái từ chung là theo Thiên Chúa Giáo. Nhưng thực sự cái từ Thiên Chúa Giáo đấy còn chung lắm, đúng là thờ Thiên Chúa thật. Thế nhưng nó còn chia ra nhiều ngành, Tin Lành cũng thờ Thiên Chúa, Chính Thống Giáo cũng thờ Thiên Chúa, Công Giáo cũng thờ Thiên Chúa. Cho nên nói rõ ra phải là đạo Công Giáo. Và thế nhưng người ta chỉ hiểu đơn giản vậy thôi, còn chúng ta muốn hiểu rạch ròi thì tôi là đạo Kim Đạo Công Giáo và Phật Công Giáo Roma thì làm còn chắc chắn hơn. Bởi vì vị thủ lĩnh của chúng ta ở tại Roma là Đức Giáo Hoàng đang thay mặt Chúa cai quản sâu hồn. Thế nhưng những người ngoài đạo thì họ đâu có hiểu sâu như vậy, họ chỉ nhìn thấy cách chung chung mình thờ Thiên Chúa thì gọi là Thiên Chúa Giáo thế thôi. Và cách đây cả mấy trăm năm, khi đạo được truyền vào trong đất nước Việt Nam của chúng ta, lúc đó các vị thừa sai từ bên Tây sang, Pháp có, Bồ Đào Nha có, Tây Ban Nha có, Dòng có, Triều có, các ngài thì là những người Tây phương. Cho nên lúc đó Việt Nam của chúng ta thì nói như thế này, thế nhưng mà viết ra bằng tiếng Nôm, mà đâu có mấy người được đi học tiếng Hán, tiếng Nôm, cho nên chỉ nói chuyện với nhau như vậy. Rồi các ngài sang đây, các ngài bảo vệ định được, định được, định không, phải xong nhờ máy, nhờ tài kéo các ngài, cộng với lại cả nhiều người cộng tác. Và chúng ta thấy ngày nay chúng ta có được cái chữ viết bằng chữ Quốc ngữ, nhưng công lớn vẫn là các vị thừa sai. Dĩ nhiên nhiều người góp phần vào, nhưng công lớn là các ngài. Thì chúng ta đọc, chúng ta mới hiểu được đạo của chúng ta. Nhưng trước kia mấy trăm năm khi mới truyền vào thì đâu ai hiểu được, mà các Tây các cô thì chẳng biết. Cho nên lúc đó làm lễ thì bằng tiếng Latin, thế nên càng chẳng hiểu hơn nữa. Cho nên người ta muốn tìm hiểu về đạo mình thì cứ biết gọi tên làm sao, rồi cũng chẳng hiểu như thế nào. Cuối cùng người ta phải tìm ra một cái nét đặc sắc nhất của đạo, và họ đã gọi, xin thưa quý ông bà anh chị em, người ta gọi đạo chúng ta là đạo yêu nhau, để phân biệt với đạo Phật, đạo Phật, đạo Lão và những đạo tôn giáo chất của đó. Thì ta gọi tôn giáo chúng ta là đạo yêu nhau. Quả thật đây là niềm vui mừng và hạnh phúc cho chúng ta. Người ngoài họ đã nhận ra một cái nét đặc biệt, cái dấu chỉ của chúng ta là môn đệ của Thầy Giêsu, đó là chúng ta yêu thương nhau. Và chính Thầy Giêsu của chúng ta đã sống và chết vì yêu
Tình yêu đó được khởi đi từ Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để anh đi vào con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Và Chúa Giêsu chính là sự mạo lòng thương xót và khuyên thân. Thực hiện tình yêu của Thiên Chúa Cha cho nhân loại. Và ngày nay chúng ta cái bài học các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Như vậy thời cha ông chúng ta cách đây mấy trăm năm đã làm cho cái đặc tính đó được nổi bật, đã thực hiện đúng cái dấu hiệu là môn đệ của Giêsu, để rồi người ta gọi các tín vị ấy là đi theo đạo yêu nhau. Đấy là hạnh phúc rất lớn, là chúng ta cũng trước thánh lễ cũng được nghe cha xứ Tân Triều cũng kể cho chúng ta về bối cảnh lịch sử lúc đó, và cùng với cuộc tự đạo của thánh Phaolô hạnh mà ngài đã được sinh và quê quán tại nơi đây, thì ngài cũng đã được đi theo đạo yêu nhau. Và quả thực các vị tự đạo của chúng ta đã sống đạo yêu nhau cụ thể như vậy. Các ngài luôn sống nhân ái, yêu thương hết mọi người. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều điều để cho thấy tình bác ái nơi các ngài. Chẳng hạn như y sĩ Phan Đức Hòa, ông luôn giúp đỡ người khác qua việc bốc thuốc cứu người, đồng thời ông luôn khuyên họ trung thành và giữ đạo để được sống đời đời. Còn ông Chủ Đích thì khi có điều kiện là ông tới thăm trại cùi và sẵn sàng nuôi người mắc bệnh dịch tại nhà mình. Linh mục Emmanuel Triều thì nhất là tù nhân chờ bị hành quyết, thì trước khi xử tội thì bao giờ người ta cũng cho tội nhân được ăn một cái bữa ăn ân huệ. Bữa ăn đó nó ngon hẳn hơn tất cả mọi bữa khác ăn rồi để mà chết. Thế nhưng vị linh mục ấy đã sẵn sàng nhường cái tiền bữa ân huệ trước giờ chết đấy để đổi lấy tiền mà cho người nghèo. Chúng ta thấy gương bác ái rất cao độ. Rồi biết giáo dân sẽ tổ chức an táng cho mình linh đình, thì linh mục Phan Văn Minh đã kịp can ngăn và gợi ý lấy tiền giúp đỡ cho người nghèo. Còn ông Năm Thưởng thì quả quyết: tôi chưa thấy ai hay giúp người nghèo khó lại cũng bận bao giờ. Kinh Thánh chẳng dạy chúng ta phải quay họ như chi thể của Chúa đó sao? Chúa đã cho chúng ta sống, tất sẽ quan trọng cho chúng ta sử dụng. Chỉ một vài điều đó cho thấy các vị đấy đều là người đạo hết đó, cho chúng ta thấy gương của các ngài thế nào. Rồi các ngài sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù của mình. Đây là điều vô cùng khó khăn. Tha thứ cho những người quen biết thì dễ thông cảm hơn, vì cho kẻ thù của mình làm hại mình, nhưng các ngài vẫn sống lòng nhân ái, thực hiện lòng thương xót đó. Như linh mục Theophane Vinavel khi vinh qua nói là: tôi xin phép tôi phải thâm đại vua, xin đừng giận tôi nhé. Thì ngài đáp: tôi chẳng ghét gì ai cả, tôi sẽ cầu nguyện nhiều cho quan. Còn ông Lê Văn Phục tại pháp trường đã nhắc nhủ con trai mình rằng: con ơi, hãy tha thứ, đừng tìm báo thù kẻ tố giác ba nhé. Và dặn dò những người thân hữu: hãy tha thứ các bạn ơi, hãy tha thứ, vì chính tôi đã thứ thà. Và thật, các ngài đã cảm nhận được tình thương xót của Chúa, sẽ các ngài đã nhận ra được lòng tha thứ của Thiên Chúa. Và giờ đây đến lượt các ngài cũng sẵn sàng thực hiện lòng tha thứ đó, tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha. Kính thưa cộng đoàn, chính vì thế mà các ngài
đã được người ngoài đạo gọi là những người sống theo đạo yêu nhau thì quả là một điều không sai chút nào. Hôm nay chúng ta là con cháu, chúng ta hướng về tổ tiên trong đức tin của chúng ta là các vị tử đạo và cách thiên với vị tử đạo tại đất Tân Triều này và còn nhiều người ở các nơi khác nữa. Riêng giáo xứ Kẻ Sập của chúng ta thử sắc cũng đi lại 24 chứng nhân anh hùng tử đạo. Mặc dù các ngài chưa được làm thánh, chưa được tôn phong, nhưng chúng ta biết các ngài đã chết vì danh Chúa thì các ngài cũng sẽ được hạnh phúc với Chúa như lời tin mừng cho chúng ta thấy. Đó là anh liều mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chính Chúa Giêsu đã xác quyết như vậy và chúng ta tin rằng ông bà tổ tiên của chúng ta cũng được tân phúc ấy. Hôm nay chúng ta là con cháu, hãy tiếp nối truyền thống của các ngài. Chúng ta biết rõ đạo của chúng ta, dấu hiệu đó là yêu thương nhau. Và vì thế mà chúng ta hãy thực hiện, đặc biệt với chương trình mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận mời gọi chúng ta trong năm nay, cách tân đời sống đức tin và hiệp nhất theo định hướng lòng thương xót để đi ra vùng ngoại biên tìm kiếm và gặp gỡ anh chị em đau khổ, lương dân và di dân nhằm thông truyền cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa. Đặc biệt quan tâm đến gia đình theo chủ đề gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa đồng hành với các gia đình trẻ. Dù rằng chương trình mục vụ gồm rất nhiều nhưng cũng gồm cho chúng ta hai điều như vậy, đó là hãy thực hiện bằng ái yêu thương và hãy xử sự với nhau bằng lòng thương xót và ngay cả ngay người thân trong gia đình của chúng ta. Hôm nay chúng ta đến đây với nhiều nỗi niềm những lo lắng và chắc chắn lo toan đấy chính là lo lắng cho gia đình của chúng ta, lo lắng cho các việc làm của chúng ta, lo lắng cho nhiều những vấn đề khác nữa về sức khỏe, về tuổi tác vân vân. Chúng ta hãy phó dâng cho Chúa và hãy nói gương các thánh tử đạo. Chúng ta cứ cho đi, cứ sống yêu thương thì chúng ta khi chúng ta thực hiện được như vậy thì khi đọc bằng mẫu nào sẽ được Chúa đọc lại bằng mẫu ấy và đó chúng ta thực hiện đúng như tinh thần và gương mẫu của các vị tử đạo cha ông của chúng ta. Chúng ta sống yêu nhau bởi vì chúng ta một đạo mà Chúa dạy phải yêu nhau.